Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Hustler Casino, Los Angeles. Toyota Place Garden Grove, 1-800-357-6738. Quý khán thính giả đang theo dõi chương trình phát hình live của Leader Sài Gòn TV trên băng tần 57.7 hệ thống Galaxy 19. Trong lúc chúng tôi đang gửi đến quý vị phần quảng cáo và có một breaking news từ thủ đô London, là bức ảnh được CNN chụp hình và có cả chi tiết. Và quý vị nhìn thấy đó, xe ở từ xa đã bị chặn lại hết tất cả các con đường vào trung tâm thủ đô London. Nơi đây có các tòa nhà công thự của chính phủ và tòa nhà quốc hội UK Parliament hiện hữu. Chuyện gì đã xảy ra? Cảnh sát báo cho biết vào khoảng 2 giờ 40 chiều. Bây giờ là khoảng giờ đó, thưa quý vị, bây giờ là buổi chiều bên phía châu Âu. Thì đột nhiên có một tay súng đi vào trong tòa nhà quốc hội của Anh Quốc, và thay vì bắn đó, thì không biết vì lý do nào lại dùng dao đâm vào một người cảnh sát đang canh giữ trong tòa nhà quốc hội này. Hậu quả đó là cảnh sát gần đó đã nổ súng bắn, và hiện nay cảnh sát London cho biết họ truy tìm đây là một vấn đề liên quan đến khủng bố, cho đến khi họ điều tra được thân thế của nghi can hay là hung thủ này. Nội vụ xảy ra gần Westminster Bridge, không phải ở thành phố Westminster ở đây, quận Cam, mà Westminster ở bên Anh Quốc, thưa quý vị. Và báo cáo của cơ quan Anh Quốc cũng cho biết là có multiple injuries. Có thể là trong lúc tên này cầm dao chém đó, có thể chém vài người chung quanh, có thể chưa biết được có nhân vật nào trong Hạ viện hay là Thượng viện của Quốc hội Anh đã bị chấn thương hay không. Một lần nữa, đây là breaking news do CNN đưa ra. Một người đã cầm dao hoặc là có súng hay như thế nào đó, chưa biết được người này là ai, đã đâm chém loạn xạ và cảnh sát đã nổ súng bắn. Và hiện nay cũng không biết được cái tình trạng thương tích của cái nghi can này như thế nào. Và cảnh sát của London xem đây là một vụ tấn công khủng bố. Trở lại với bản tin liên quan đến Paul Manafort. Quý vị còn nhớ vào năm ngoái đó, trong lúc mà ông Trump đang vận động tranh cử, thì ông Paul Manafort làm chủ tịch ủy ban vận động tranh cử cho ông Trump. Thế nhưng sau đó, tiến gần tới cuộc bầu cử, càng tới ngày bầu cử và sau khi bầu cử, thì có những tin tức đồn đoán nói là ông Paul Manafort đã từng có những cái liên kết với Nga và Vladimir Putin, và hậu quả là ông Paul Manafort đã phải từ chức, không làm cố vấn cho ông Trump nữa. Ngày hôm nay, trong khi Tòa Bạch Ốc đang họp thì các ký giả đặt câu hỏi, thì phía đại diện phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Sean Spicer tuyên bố họ không có bình luận gì về một người không phải là nhân viên của chính phủ. À, hay không? Tức là họ không có nói tới một cái người mà không còn nằm trong nội các của chính phủ Trump nữa. Thế nhưng bản tin này cho thấy ông Manafort đã xác nhận là ông đã từng ký hợp đồng cho một công ty và là một tỷ phú của Nga lên tới 10 triệu Mỹ Kim. Và ai cũng biết là các công ty này là nằm dưới sự bảo trợ của Tổng thống Vladimir Putin. Mặc dù ông Paul Manafort nói là ông không có dính dáng gì tới chuyện chính trị của Putin hết, nhưng mà không cần nói, ngấm ngầm, nếu mà không có nhận được sự hỗ trợ của Putin thì ông Paul Manafort không thể nào có một cái hợp đồng béo bở lên tới 10 triệu Mỹ Kim như thế.
À, vâng, thưa quý vị, có một cái báo cáo chung liên quan đến cái giới tỷ phú trên thế giới vừa đưa ra ngày hôm qua cho thấy là số lượng tỷ phú ở trên thế giới trong năm 2016 vừa qua đã bị giảm mất 283 người, thưa quý vị. Thì báo cáo này được thực hiện bởi công ty WealthX. Năm 2016 vừa qua, toàn thế giới có tổng cộng 2.397 tỷ phú, giảm 3.1% so với năm 2015. Và đây là cũng là cái lần sụt giảm đầu tiên kể từ năm 2009, thưa quý vị. Và tổng số tài sản của hơn 2.000 tỷ phú này cộng lại là 7.4 nghìn tỷ Mỹ Kim. Số lượng tỷ phú ở châu Á sụt giảm nhiều nhất, mất đi 7%. Trong đó, giới tỷ phú Hồng Kông mất đi đến 19% số lượng tài sản. Ở Russia, con số này là 15%. Duy nhất chỉ có Hoa Kỳ và Trung Đông là có số lượng người vào được danh sách tỷ phú tăng thêm lên, thưa quý vị. Hoa Kỳ tăng 2% nhờ thị trường cổ phiếu. Trung Đông tăng 1.8% nhờ thị trường xăng dầu. Có 3 lĩnh vực hàng đầu trong giới tỷ phú bao gồm tài chính, tập đoàn công nghiệp và bất động sản. Nhưng mà năm vừa rồi chứng kiến là ngành công nghệ đưa thêm một lượng lớn người vào danh sách tỷ phú. Và đặc biệt là hơn một nửa tỷ phú của ngành công nghệ dưới 50 tuổi, thưa quý vị. Hoa Kỳ có lượng tỷ phú nhiều nhất, sau đó lần lượt là Trung Quốc, Đức, Nga và châu Âu. Tuy nhiên có cái điểm đặc biệt là khoảng cách rất là lớn giữa các nam và nữ tỷ phú. Năm 2016 chỉ có 272 nữ tỷ phú so với 2.125 nam tỷ phú. Quý vị để ý vào năm ngoái đó, thị trường chứng khoán đó, từ khoảng 14.000 điểm mà đã nhảy vọt lên có lúc đụng tới 21.000 điểm. Vâng. Riêng với ông Bill Gates của Microsoft đó, năm ngoái, quý vị có thể tưởng tượng không? Ông kiếm lời 11 tỷ Mỹ Kim. Mỗi một tháng, ông lời gần 1 tỷ đô la nhờ cái cổ phiếu và nhờ cái phương cách đầu tư của ông riêng với năm ngoái. Kiếm toàn bộ 11 tỷ Mỹ Kim, đa số là nhờ vào tiền đầu tư. Nhưng mà khi mà nói tới Bill Gates mà ông càng có lời bao nhiêu thì tôi mừng bấy nhiêu. Bởi vì càng nhiều tiền bao nhiêu thì ông lại đổ tiền vào để đóng góp vào cho nhân loại. Ông và Warren Buffett là hai tỷ phú trên thế giới này đóng góp nhiều nhất. Ông Warren Buffett, toàn bộ tài sản của ông là đổ hết cho ông Bill Gates, Melinda Gates trong cái cuộc nghiên cứu tìm ra cách chữa trị các chứng bệnh. Cho nên họ càng làm nhiều tiền bao nhiêu, chúng ta càng mừng cho họ bấy nhiêu. Trong khi đó thì Elizabeth Thomas giờ này cô ở đâu? Bố mẹ tiếp tục kêu gào than khóc. Thưa quý vị, nhưng mà có điều ngạc nhiên đó là cho đến giờ phút này chúng tôi nhìn thấy cái báo cáo của chị cảnh sát đó, cái tiền mà tặng cho những ai cung cấp tin tức có thể dẫn đến bắt giữ hai người đó có 1.000 đô à. Mình tưởng là mọi người cộng đồng rồi mọi người sẽ ủng hộ để mà tại vì cái số tiền này càng nhiều đó nó sẽ kích thích người ta cung cấp thêm những cái tin điềm trị để giúp dẫn đến việc bắt giữ. Đây là vợ của ông Cummins, Tad Cummins, trong cuộc họp báo bà kêu gọi ông hãy trở về đi. Tin cập nhật nói đó là cảnh sát đã tìm thấy những cái chi tiết là trong thời gian qua đó ông Cummins lên trên trang mạng để nghiên cứu xem làm tiểu bang nào cho phép ông lấy vợ vị thành niên dưới 18 tuổi trước khi mà đưa cái gọi là người yêu của mình rời khỏi Tennessee. Yeah. Thì ông đã lên trên trang mạng nghiên cứu với hy vọng là có một tiểu bang nào đó cho phép ông lấy vợ nhỏ tuổi. Thực ra đó thì ở bên Utah trước đây có một số những tiểu bang mà thời kỳ sơ khai các đạo Mormon á, thì một người chồng có quyền lấy nhiều vợ. Nhưng mà vợ nhỏ thì không biết như thế nào. Cho đến giờ phút này cảnh sát, thưa quý vị, 9 ngày trôi qua rồi, ngày mai là 23, tức là bắt đầu vào ngày 13 tháng 3 là ông đã đưa Elizabeth Thomas rời khỏi Tennessee. Và ngày mai là đúng 10 ngày, cảnh sát bây giờ vẫn bó tay không biết đi đâu mà cơ quan FBI cũng nhảy vào bởi vì có con nít can dự. Nhiều người tin là cô gái này
đã thay đổi diện mạo, và ông cũng thay đổi diện mạo luôn. Và hai người trốn tránh một cách tài tình ở những nơi có thể là di chuyển liên tục, vâng, hoặc là có thể đang ở dưới một căn hầm nào đó. Mỗi một ngày ông chỉ ra ngoài đường để đi chợ thôi, rồi mang đồ ăn về để mà ăn, sau đó trú ẩn ở một nơi nào đó. Chúng ta cũng mong là cảnh sát sớm tìm ra tên ấu dâm này, thưa quý vị, Ted Cummings. Và đó là các bản tin đáng chú ý trong ngày thứ tư hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Kính mời quý vị tiếp tục giữ băng tầng 57.7. Cũng như chiều hôm nay trở lại với chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin tức lúc 5 giờ quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật vui. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.